Mong ước của quan. Trước khi cho các ngươi xuống thế gian, lần lượt từng người hãy nói cho ta nghe, khi xuống đó, các ngươi muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào? Dạ, Muôn Tông Ngọc Hoàng, khi được xuống trần gian, con sẽ tận dụng hết cuộc sống để cống hiến ạ. Con nguyện cả đời sẽ là một tướng quân dũng cảm, xông pha trận mạc. Còn con sẽ dành hết cuộc sống để hưởng thụ ạ. Con muốn trở thành một viên quan huyện đầy uy quyền. Dạ, con thì sẽ vừa cống hiến, vừa hưởng thụ ạ. Con muốn hưởng cuộc sống nhàn nhã, thanh thản của một người dân thường. Ngày làm việc, tối về vui vầy bên mâm cơm gia đình. Các người nói ai cũng đều có cái đúng. Nhưng ta thấy người thứ ba là người hoàn chỉnh nhất, xứng đáng nhận 100 điểm. Còn hai người còn lại, mỗi người mới chỉ được một nửa của sự trọn vẹn, nên chỉ nhận 50 điểm thôi. Nào, giờ thì hãy bắt đầu cuộc sống của mình nhé. Hỡi các chiến binh, xung phong! Gia! 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 Quan lớn, lát nữa xin ngài xử giúp tôi thắng vụ này. Tôi sẽ không quên ơn ngài đâu ạ. Yên tâm, việc gì ta cũng lo được hết mà. Tiến lên, tiêu diệt kẻ thù. Tướng quân, xin người hãy tỉnh lại. Tướng quân. Chà, từng này của cải thừa đủ cho ta sung sướng cả đời rồi. Dương Kim, ông đã bị bắt về tội tham ô, mau theo chúng tôi về triều đình lĩnh án. Sao lại thế được? Không, tha cho tôi không muốn chết. Không. Ta đã tới lúc gần đất xa trời, nhưng chẳng có gì để lại cho các con ngoài ngôi nhà này. Sau khi cha qua đời, các con hãy cố gắng mà làm ăn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cha ơi! Các người mới từ hạ giới trở về, xem ra có những kết cục thật là khác nhau. Không phải trước đây ngươi đã từng nói sẽ dành cả cuộc đời mình để hưởng thụ sao? Sao giờ ngươi lại ra nông nổi này? Thần vì quá ham hưởng thụ, bị mọi người căm ghét, nguyền rủa nên mới ra nông nổi này đấy ạ. Nhà ngươi thật đáng thương. Còn nhà ngươi, sao trông cũng thảm thương thế kia? Dạ, Muôn Tôn Ngọc Hoàng. Cuộc sống của thần thầm lặng, cũng giống như bao người khác. Bình bình trôi qua, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chẳng để lại gì, nên người đời cũng chẳng ai oán trách, mà cũng chẳng có ai nhớ đến ạ. Có vẻ ngươi là người trở lại thiên đình với dáng vẻ khá tự tại. Không lẽ cả đời ngươi chỉ làm việc và cống hiến mà không thấy mệt mỏi sao? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, trần gian người đời công bằng lắm. Chính vì cả đời thần cống hiến, làm thật nhiều việc nghĩa, nên thần luôn được mọi người yêu mến. Khi mất, thần còn được mọi người lập một đền thờ và đeo cho một vòng hoa đầy kính trọng đấy ạ. Hóa ra ta đã nhầm khi cho điểm các ngươi. Chỉ có những người cả đời cống hiến, làm việc mới được người đời ca tụng. Ngưu Lan chức nữ. Nữ, ta rất nhớ nàng, nàng có biết không? Thiếp cũng rất nhớ tiếng tiêu của chàng. Làm sao để ta và nàng có thể kết tóc xe duyên được đây? Luật thiên đình khắc khe, thiếp cũng chẳng biết rồi sẽ như thế nào. Ngưu Lan, thì ra ngươi ở đây, tại sao lại không chăn trâu, mà để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư? Hãy mau theo ta về cho Ngọc Hoàng xử tội. Sao?
xin Ngọc Hoàng xá tội. Chúng thần đã biết tội của mình rồi. Các ngươi thật to gan. Ngưu Lan, ngươi vì say mê một tiên nữ mà bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Còn chức nữ, ngươi cũng vì tư tình mà trễ nải việc dịch vải. Cả hai thật đáng tội lớn. Ta ra lệnh phạt, từ nay trở đi chia cắt hai người. Người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Không, không thể thế được. Xin Ngọc Hoàng tha tội. Xin người đừng chia cắt chúng thần. Nếu ta không xử phạt nghiêm minh thì còn gì gọi là lục lệ chốn thiên đình. Hơn nữa, chuyện của hai ngươi sẽ làm gương cho tất cả mọi người, không được phép vi phạm. Người đâu? Ngưu Lan, chức nữ. Ngưu Lan, chức nữ. Người đầu sông, kẻ cuối sông, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau chứ? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, kể từ ngày bị chia cắt, người đầu sông, kẻ cuối sông, tối nào chức nữ cũng ngồi bên bờ sông khóc rồi thả đèn hoa đăng xuôi dòng. Tiếng khóc nghe mới ai oán làm sao. Thật đáng thương, không ngờ giữa hai người họ có một tình yêu sâu sắc đến vậy. Nhưng hình phạt đã ra, không thể rút lại được, chỉ còn cách này. Cách gì thưa Ngọc Hoàng? Ta đa ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thưa Ngọc Hoàng, nếu biết tin này chắc họ mừng lắm. Nhưng thưa Ngọc Hoàng, sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào bắc qua cả. Làm sao để họ gặp được nhau chứ? Hãy cho bắc cầu ô thước qua sông Ngân để Ngưu Lan chức nữ được gặp nhau. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Cuối cùng thiếp đã được gặp chàng. Ta hạnh phúc quá. Đa tạ Ngọc Hoàng đã cho chúng ta gặp nhau. Kể từ đó, cứ vào đêm 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lan và chức nữ mới được gặp nhau một lần. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lan và chức nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần, hóa thành cơn mưa, và được người dưới trần gian đặt tên là Mưa Ngâu. Dũng, anh đi rồi chúng em ở lại buồn lắm. Buồn gì? Đông nhân viên quá thì phải giảm biên thôi. Nhất là những người có tuổi như tôi. Phải nhường chỗ cho các bạn trẻ chứ. Các cậu ở lại phải làm việc thật hăng say vào. Vâng, em biết rồi. Kiên, Kiên, tiếp nhận lái xe 2-3 năm đi. Vâng. Không biết cậu ấy có xử lý được không? Chuyện gì vậy sếp? Không có chuyện gì đâu. Có sự cố chút thôi, cậu cứ thu xếp về đi. Sao thế ạ? Có thể giúp được gì thì em không ngại đâu. Có cậu Tiến, tài xế mới, hôm nay chạy xe buổi đầu tiên mà gặp ngay tình huống bất ngờ. Một cu cậu bị thương, ngồi gào khóc bên vệ đường, tay bị rách một vết khá sâu, chảy máu rất nhiều. Không biết xương khớp có sao không, nên cậu Tiến cuốn cả lên. Sếp cứ để em liên lạc với cậu Tiến xem sao. Tiến à? Anh Dũng đây, hết sức bình tĩnh nhé, sẽ ổn thôi. Cậu bé sao rồi? Thằng bé nó gào khóc ghê quá, chỉ sợ nó dãy dụa quá, máu chảy nhiều thêm thì nguy lắm. Em đã băng tạm vào rồi, nhưng vẫn không ăn thua. Chào cháu bé, chú tên là Dũng, cháu đang đau lắm phải không? Cháu đau tay, nó đang chảy máu. Vì sao cháu bị đau thế cậu bé? Cháu đi học về, trèo lên vách đá hái xiêm xong cháu bị ngã. Không sao đâu, trường hợp xấu nhất là gãy tay. Mà gãy tay thì bác sĩ bó bột được ngay mà. Cháu bị gãy tay à? Thế là cháu sắp chết rồi. Cái cậu Tiến này, đúng là nói thế đứa nào chẳng sợ. Giao à, nghe chú nói này, gãy tay không chết được đâu.
Chú nói dối, lát nữa cánh tay nó sẽ rời ra và cháu sẽ chết. Giao à, cháu có muốn hết đau không? Hãy làm theo lời chú nhé. Giờ cháu thử lặng yên và nghe xem cánh tay của cháu đang nói gì nhé. Cháu không nhấc được tay lên. Vậy là cháu chưa nghe chuyện về anh em nhà tay rồi. Anh em nhà tay là gì ạ? Tay phải và tay trái là hai anh em sinh đôi, rất yêu thương nhau. Hai tay cùng nhau làm rất nhiều việc, như viết chữ nè, đọc sách nữa, cả tỉa bắp và đào củ mài nữa. Đúng rồi, cả tỉa bắp và đào củ mài nữa. Nhưng có một hôm em tay trái bị mệt, anh tay phải bảo em tay trái nên nghỉ ngơi một hôm. Thế là tay trái quyết định nghỉ ngơi vài ngày, tay trái không hoạt động nữa, giống như tay trái của cháu hôm nay vậy. Hóa ra tay trái của cháu chỉ nghỉ ngơi vài ngày thôi hả chú? Đúng rồi. Thế bao giờ tay trái của cháu lại quay lại làm việc ạ? Chỉ cần đưa cháu đến gặp bác sĩ, bác sĩ chữa cho tay cháu khỏe lại là nó sẽ không đau nữa. Vâng ạ. Vậy chú nhanh đưa cháu đi gặp bác sĩ đi chú nha. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đến viện sớm thôi. Nhẹ cả người, chắc em phải đi học một khóa tâm lý học trẻ em mới được. Toát hết cả mồ hôi với cô cậu này. Cháu nhìn xem phía trước là gì nào. Chúng ta đã tới nơi có bác sĩ rồi đấy. Thành công rồi. Tuyệt lắm. Anh Dũng à, em đưa cô cậu vào đã, rồi liên lạc mọi người sau nhé. Cảm ơn anh nhiều. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Anh em cùng một nhà, hỗ trợ nhau thôi mà sếp. Thôi em xin phép ạ. Cậu đi đâu? Ở lại làm hết giờ mới được về chứ. Cậu Kiên, cậu dỡ cái thùng đồ kia ra đi. Dạ sếp à. Phải, tôi không thể nào để mất một nhân viên làm việc bằng tất cả trách nhiệm của trái tim mình được. Cậu cừ lắm. Em cảm ơn sếp. Chim sẻ trả ơn. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng già nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, còn vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Sáng hôm ấy, ông lão định vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Ông lão làm ơn cứu tôi. Ôi, chú chim nhỏ đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Hãy về nhà cùng ta nhé. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Con chim bé nhỏ này ăn có hết là bao đâu. Tôi sẽ nuôi dưỡng chim sẻ cho đến khi nó khỏe mạnh trở lại. Bà ở nhà nhớ chăm sóc chim sẻ nhé. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi lên núi đốn củi, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Tôi biết rồi, ông cứ đi đi. Bà lão ơi, xin bà cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá. Ta không có ngu ngốc như ông chồng của ta đâu. Tự đi mà kiếm ăn đi, giờ ta phải ra suối giặt đồ đã. Ở nhà không có phá phách gì đó. Mi dám ăn vụng hả? Đồ đáng ghét, ta sẽ trừng phạt mi thích đáng. Bà ơi, chim sẻ đâu rồi? Con vật đó ăn vụng thức ăn của tôi ném nó ra bề rừng cho bọn thú ăn thịt rồi. Trời ơi, tội nghiệp chú chim nhỏ. Sao bà lại? Tôi phải đi tìm nó. Thật là. Chim sẻ nhỏ ơi, hãy về đi. Ôi, chim nhỏ ơi, xin hãy chỉ cho ta biết chim sẻ đáng thương đang ở đâu. Hướng đó, hướng đó. Chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu rồi. Xin hỏi,
Các người có thấy chú chim sẻ đáng thương của ta đâu không? Ngày ấy đang chờ ông ở bên trong. Ông hãy theo tôi. Ông lão tốt bụng, chào mừng ông đến vương quốc của ta. Chim sẻ đáng thương, hóa ra ngươi là sẻ chúa ở đây ư? Đúng vậy, may mắn là ta đã trở về được vương quốc của ta. Cảm ơn lòng nhân hậu và sự cưu mang mà ông đã dành cho ta. Ông hãy chọn một trong hai cái túi này đi. Ta già rồi, ta chỉ có thể mang được cái túi nhỏ này thôi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà ông hãy nhớ, không được mở cái túi trước khi trở về nhà đấy. Cái gì thế? Tôi đã đi tìm chim sẻ đáng thương. Thảo nào mà cái túi nặng thế. May mà tôi lấy cái túi nhỏ thôi. Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc! Sao ông không lấy cái túi to đi? Tôi sẽ đến đó lấy cái túi về. Chim sẻ nhỏ ơi! Ta muốn đến lấy cái túi to kia. Liệu có thể mang ra cho ta không? Hãy chọn lấy một cái mà bà thích. Đừng có mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Ôi! Không biết có những gì nữa. Phải mở ra luôn ở đây xem mới được. Háo hức quá đi. Hả? Trời ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! À! Chuồn chuồn dự báo thời tiết. Này! Không được chạy! Đố cậu đuổi kịp tới đây! Các bạn ơi! Trời sắp mưa rồi đấy! Mau về nhà hết đi! Cậu đùa đấy hả chuồn? Trời trong xanh thế này làm sao mà mưa được chứ? Đúng thế đấy, chuồn chuồn. Bọn tớ biết ngay là cậu nói dốc mà. Thôi, chúng ta đi chơi tiếp đi các cậu ơi. Ồ, không tin tớ à? Để rồi xem. Ôi, ôi, mưa thật các bạn ơi. Mau đi chú đi. Đấy, thấy chưa? Có ai không tin lời tớ nữa không? Bọn tớ tin cậu rồi chuồn à. Cậu có thể dự đoán được thời tiết. Cậu giỏi quá. Làm sao mà cậu có khả năng này vậy? Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Chỉ cần tớ bay lên cao, thám thính, nghe ngóng là biết ngay thời tiết trong vài ngày tới luôn. Ôi, bạn tuyệt quá. Vậy từ nay bạn hãy thường xuyên bay lên để báo thời tiết cho tất cả mọi người được không? Được thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các bạn ơi, có ai thấy chuồn chuồn đâu không? Bọn tớ cũng đang tìm cậu ấy mà không thấy đây. Bảo bạn ấy bay lên xem thời tiết thế nào, xem sắp có bão chưa, để còn xây lại tổ và dự trữ thức ăn nữa. Đúng thế đấy, tớ lo quá, mà mấy hôm nay chả tìm gặp được chuồn chuồn. Bạn ấy cứ mãi đi chơi chả thấy đâu cả. La 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 la. Ôi, chuồn chuồn! Cậu về đây rồi. Mau lên kia xem thời tiết thế nào đi cậu. Hình như sắp tới mùa bão rồi đấy cậu à. Các cậu cứ suốt ngày thời tiết, mệt ghê. Trời đang nắng thế này, còn lâu mới đến mùa bão. Thôi, tớ đi chơi đây. Cậu ấy sao thế nhỉ? Cậu ấy không còn muốn báo thời tiết cho chúng ta nữa rồi. Thôi, chúng ta về xây tổ và dự trữ thức ăn dần đi. La 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 la. Hôm nay thật là vui biết bao. Chuồn chuồn ơi, cậu đừng có đi chơi nữa. Xây tổ đi cậu ạ. À. Tầm này năm ngoái sắp có bão to rồi đấy. Mệt ghê, cứ về đây là nhức óc. Nghe đây, đôi cánh của các cậu yếu ớt, bay kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi đây hả? Cánh nhiều này, mắt nhìn rộng này, bay khắp nơi được này. Chẳng có gì phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền. Bài tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Thôi, tôi đi đây.
có bão rồi, mau về tổ đi mọi người ơi. Đúng là nhát như thỏ đế, chưa gì đã sợ. Ôi, ôi. Lại không nói nhiều nữa, mau vào trong đi. Cậu không sao chứ? Ôi, cánh của cậu bị rách một miếng rồi kìa. Tớ không sao. Tớ xin lỗi các bạn vì đã không nghe lời các cậu khuyên. Không có gì mà, giờ cậu hiểu ra vậy là bọn tớ mừng rồi. Từ nay cậu đừng có chủ quan nữa là được. Ừ, tớ hứa tớ có khả năng dự báo thời tiết, nhất định tớ sẽ không lơ là ham chơi nữa đâu. Tớ sẽ thường xuyên để ý và sẽ báo cho tất cả mọi người trong khu rừng. Các cậu hãy tin vào tớ nha. Ừ, bọn tớ tin ở cậu mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.